Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây, Vĩ đây anh em. Anh em xem kênh mình, có những chia sẻ của mình hay và hữu ích, anh em nhớ cho mình xin một like, một subscribe anh em nha. Đây là quang cảnh một buổi đánh tím xử lý nước cho hồ cá coi khoảng 200 khối vừa mới xây dựng xong, hoàn thiện phần thô của nhà anh khách bên mình. Hồ cá coi này là của nhà anh Dũng ở tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đứng trên cao này nhìn xuống chiếc hồ khủng thế này nhìn rất là đã đúng không anh em? Vậy với một hồ cá coi 200 khối này thì quy trình xây dựng hồ sẽ như thế nào? Trong video hôm nay mình sẽ lên một video tóm tắt chia sẻ đến anh em về quá trình anh em mình xây dựng hoàn thiện một hồ cá coi này. Anh em cùng tham khảo qua và anh em hãy thử đoán xem với một hồ cá coi khoảng 200 khối này thì thả vào số lượng cá coi bao nhiêu để phủ đầy hồ. Hiện tại thì nhà anh Dũng đã có một bộ hồ cá coi khoảng 15 khối xây trước đó rồi. Đây là mẫu hồ cá coi này đây anh em, nước trong hồ cũng đang rất là trong, cá khỏe và rất là sung. Sau một khoảng thời gian chơi trải nghiệm cá coi, anh Dũng cảm thấy là đam mê và muốn xây một mẫu hồ cá coi lớn hơn cho khu sân vườn nhà mình với dung tích là tầm khoảng 200 khối để có thể nuôi dưỡng những em cá coi to hơn và chất lượng hơn và số lượng nó được nhiều hơn nữa. Và anh Dũng đã nhắn cho mình để nhờ mình lên cái ý tưởng thiết kế cho hồ, đồng thời mình sẽ lên cho anh Dũng về một bản vẽ chi tiết kỹ thuật về hệ đường ống lọc chuẩn cho hồ cá coi 200 khối này, đảm bảo khi hồ đi vào vận hành cá khỏe, nước trong, hệ lọc hoạt động ổn định. Đây là cái bức bảnh vườn mà làm hồ trong này này. Ở bên này là cái nhà của mình đúng không? Đằng sau nhà thì đi theo đây ra cái vườn này, chiều ngang là 30m, chiều dài đi vào cũng là 30m, bên này sang cũng là 30m. Nó nói chung là một mảnh vuông ở trong này. Từ ở đằng sau bếp này đi ra khu này thì làm một cái bậc thang, theo đây lên thì cái bể cá nó phải bằng cái thấp hơn cái này khoảng 10 phân hoặc là bằng cái tường này thì sau này sẽ ngồi ở trên này để chơi mấy cá, ngồi bằng trên này dài lên trên kia nhà anh, từ đây lên trên kia 20 mấy mét luôn, 20-30 mét, còn bề ngang lên đến 3-40 mét, nhưng mà làm 8 hoặc là nhân 18 hoặc là 16 cả bề lọc. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây, Vĩ đây anh em. Nếu anh em có những thắc mắc về hồ cá coi thì anh em cứ comment bên dưới nha, mình sẽ giải đáp chi tiết cho anh em. Bên mình hiện đang cung cấp đầy đủ vật liệu lọc chổi, siêu mát, máy bơm, máy sủi oxy cho hồ cá coi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Như trên màn hình của anh em là anh Dũng có quay video chia sẻ lại khu vực dự kiến sẽ thi công xây hồ. Về cái thông số kích thước của hồ cá coi này và số lượng ống lọc đi như thế nào thì mình sẽ trình bày ở phần cuối video. Hiện tại như trên màn hình của anh em thì hồ vừa mới hoàn thiện phần thô ở khâu là đổ bê tông đáy và bê tông tường thành xong. Bây giờ thì các anh em thợ đang cho xây dựng làm vách ngăn của ngăn lọc. Đối với những mô hồ cá coi có thể tích lớn như thế này thì bên mình sẽ không làm những cái ống thông ngăn lọc nữa mà sẽ tiến hành làm thành những cái cửa nước nha anh em. Mỗi khung cửa nước này sẽ có kích thước là 50 nhân cho 1m để lưu lượng nước nó lưu thông giữa các ngăn được đều, mịn và đẹp hơn, đảm bảo khi mà bơm nó hoạt động với công suất mạnh nó không bị tắt nước lại. Đây là công đoạn anh Dũng đang cho nước vào đại hồ để test vận hành máy bơm, xem các đường ống lọc đã hoạt động chuẩn hay không, kết cấu hồ có được vững chắc và yếu tố chống thấm cho hồ có được hiệu quả hay không. Phần miệng hồ lọc và khu vực nắm cá sẽ được làm thành những khung sắt hợp để về sau lắp lên là những tấm sàn giả gỗ hồ bơi để việc thao tác vệ sinh sau này nó sẽ được khỏe hơn, tiện lợi hơn. Đồng thời nhìn xuống thì nó cũng sẽ hài hòa về phong cách thiết kế cho tổng quan của hồ. Tiếp tới là công đoạn đánh tím khơi cho hồ cá coi mới xây xong. Tỷ lệ tím cần đánh ở đây là 10g cho tới 20g trên một khối nước. Trong quá trình đánh tím này thì anh em lưu ý là nên bật bơm hoặc máy sủi vận hành chạy 24/24 để thuốc tím làm việc nó được hiệu quả hơn cho hồ. Sau khoảng 3 ngày cho tháo bỏ sạch nước tím này đi, vệ sinh hồ sạch sẽ, lắp phun vật liệu lọc cho hồ và châm nước mới lại vào hồ, chuẩn bị cho khâu xử lý nước để thả cá coi. Đánh muối hạt với tỷ lệ là 2kg trên một khối nước, đánh nhân vi sinh 3 con pro nhằm cấy lượng vi sinh cho hồ mới, đảm bảo hệ vi sinh của hồ hoạt động được ổn định. Tỷ lệ cần đánh ở đây là 60ml trên một khối nước, đánh vitacoi nhằm cung cấp khoáng và vitamin C cho cá, tỷ lệ là 10g trên một khối nước. Sau khi đánh các loại trên, anh em cho bật máy bơm chạy 24/24. Sau 3 ngày là có thể thả cá coi vào hồ được. Và đây là tình hình cá coi nhà anh Dũng vừa mới thả vào hồ. Chất lượng nước được xử lý kỹ, hệ thống lọc được hoạt động ổn định nên nước đang rất là trong, cá khỏe và sung, bơi lội rất là tung tăng. Sau đây mình sẽ đề cập đến thông số của hồ cá coi này, anh em cùng tham khảo qua. Về hồ chính có kích thước là dài 14m,
và rộng là 8m. Hồ lọc kích thước là dài là 8m và rộng là 3m. Hồ sâu của hồ cá coi này rơi vào tầm khoảng hơn 1,5m nha các anh em. Về hệ thống đường ống lọc, hồ cá coi này thì bao gồm có 8 hút đáy phi 90 được phân bố trải đều ra khắp khu vực đáy của hồ, 3 hút mặt phi 60 và 3 hút lẫn phi 60. Tất cả tập kết hết về bên khu vực ngăn lọc. Hệ lọc của hồ cá coi 200 khối này thì anh em mình chỉ dùng hệ lọc thô 4 ngăn thôi. Ở đây là không sử dụng room filter. Về cơ bản thì cũng dùng các ngăn như sau. Đầu tiên là chổi, G-Max, NS và máy bơm. Về hệ máy bơm của hồ cá coi này sẽ chia làm hai hệ chính nha anh em. Dùng một con máy bơm đẩy để đẩy nước lên trên cái dạng ba kỳ lọc cỡ đại và dùng 4 con bơm thổi luồng để đảo nước trong hồ chạy phi ống 90. Luồng sẽ đi theo hướng là xoáy ly tâm thuận theo chiều kim của đồng hồ nhằm cuốn hết những phần cặn bẩn xung quanh của hồ về trọng tâm các lỗ hút và các lỗ hút này nó hút phân được tốt hơn. Nếu như anh em cần nắm thêm cái thông số của hồ cá coi này á, để nhắn cho mình để mình được hỗ trợ thêm. Tính tới thời điểm mà mình làm cái video này thì hồ cá coi 200 khối này của nhà anh Dũng đã đi vào vận hành và hoạt động được hơn 8 tháng rồi nha anh em. Như anh em có thể thấy, số lượng cá coi trong hồ ngày càng đông, anh Dũng thả ngày càng nhiều hơn, sai cá cũng bắt đầu to hơn, hệ lọc hoạt động rất là tối ưu, nước trong cá khỏe bơi lội tung tăng, hầu như là không có ván bọt trên mặt hồ. Đúng là khi đam mê rồi thì chất lượng hồ cá coi ngày càng tuyệt vời, đúng không anh em? Nhiều anh em có nhu cầu muốn tự làm một mô hồ cá coi cho sông vườn nhằm tiết kiệm được về vấn đề chi phí và quản lý được chất lượng hoàn thiện của hồ. Để hỗ trợ cho anh em ở xa thì bên mình có gói nhận thiết kế bản vẽ hệ đường ống lọc và tư vấn kết cấu hướng dẫn xây dựng hồ cá coi online từ xa nha anh em. Bắt đầu từ lúc sơ khởi nhất là ở khâu đào hồ cho đến khi xây dựng hoàn thiện và thả cá. Đồng thời trong quá trình mà cho cá coi á, mà cá trong hồ bị bệnh thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ hướng dẫn cách trị bệnh cho anh em như các video mà anh em hay xem trên kênh của mình. Đến đây thì cũng xin được kết thúc video ở đây. Anh em xem kênh mình thấy những chia sẻ của mình hay và hữu ích, anh em nhớ cho mình xin một like, một subscribe và một chia sẻ anh em nha, để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa liên quan về sân vườn và hồ cá coi chia sẻ đến anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Mình là Vũ Cá Coi. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Video của mình hay và hữu ích, anh em cho mình xin một lượt follow và một chia sẻ nha. Cảm ơn anh em.